Trưa Chủ nhật 15 tháng 1, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ hai thường niên trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nêu ra mẫu gương của Gioan Tẩy Giả, biết rút lui đúng lúc để nhường chỗ cho Chúa Giêsu đấng phải đến. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt lành. Il Vangelo della liturgia odierna riporta la testimonianza di Giovanni il Battista su Gesù. Tin mừng của phụng vụ hôm nay tường thuật lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu sau khi ông làm phép rửa cho người tại sông Giô-đan. Ông nói, đây là đấng mà tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Lời tuyên bố này, lời chứng này cho thấy tinh thần phục vụ của Gioan. Ông đã được sai đi để dọn đường cho đấng Messiah, và ông đã làm điều đó mà không nghĩ cho riêng mình. Về mặt con người, ông có thể nghĩ rằng ông sẽ nhận một phần thưởng, một vị trí nổi bật trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Gioan đã hoàn thành sứ vụ của mình, biết tránh sang một bên. Ông rút lui khỏi khán đài để nhường chỗ cho Đức Giêsu. Ông thấy thần khí ngự xuống trên người. Ông chỉ cho biết người là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Và bây giờ ông khiêm tốn lắng nghe. Từ một ngôn sứ trở thành môn đệ, ông giảng dạy dân chúng, thu nạp môn đệ và huấn luyện họ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ông không ràng buộc ai với chính ông. Và điều này tuy khó, nhưng lại là dấu hiệu của nhà giáo dục đích thực, không trói người khác vào với riêng mình. Gioan làm điều này, ông để các môn đệ của mình theo chân Chúa Giêsu, không muốn có người phải theo mình, muốn đạt lấy uy tín và thành công. Nhưng ông làm chứng và rồi lùi lại một bước để nhiều người khác có được niềm vui gặp Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói ông mở cửa rồi ra đi. Với tinh thần phục vụ, với khả năng dọn chỗ cho Chúa Giêsu, Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta một điều quan trọng, thoát khỏi những ràng buộc. Đúng vậy, bởi vì chúng ta dễ dàng bị ràng buộc vào vai trò và vị trí, với nhu cầu được tôn trọng, công nhận và khen thưởng. Và điều này, mặc dù tự nhiên, không phải là một điều tốt, bởi vì sự phục vụ bao hàm cả sự nhưng không, chăm sóc người khác mà không tìm lợi cho bản thân, không có mục đích thứ hai, không mong đợi được đền đáp. Cũng sẽ có ích cho chúng ta, giống như Gioan, khi trao dồi đức tính, biết bước sang một bên đúng lúc, làm chứng rằng điểm quy chiếu cho cuộc đời là Chúa Giêsu, học cách bước sang một bên, học cách rút lui. Tôi làm sứ mạng này, tôi tạo nên cuộc gặp gỡ này, tôi cũng phải biết bước sang một bên và nhường chỗ cho Chúa. Hãy học cách bước sang một bên, đừng lấy điều gì làm sự trao đổi cho mình. Chúng ta hãy nghĩ xem điều này quan trọng thế nào đối với một linh mục, người được kêu gọi rao giảng và cử hành, không phải vì tạo nên trung tâm sự chú ý hay vì lợi ích, nhưng để đồng hành với những người khác đến với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghĩ xem điều này quan trọng thế nào đối với các bậc cha mẹ, nuôi dưỡng con cái lớn lên với nhiều hy sinh, nhưng rồi để cho chúng tự do đi con đường riêng của chúng trong công việc, trong hôn nhân, trong cuộc sống. Điều tốt và đúng đắn là cha mẹ tiếp tục bảo đảm sự hiện diện của họ, nói với con cái họ rằng bố mẹ sẽ không để con một mình, nhưng với sự thận trọng, không xâm phạm, sự tự do để phát triển, và các lĩnh vực khác cũng vậy, như tình bạn, đời sống vợ chồng, đời sống cộng đoàn, giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc của cái tôi và biết cách bước sang một bên. Đó là điều rất quan trọng. Đó là bước quyết định để phát triển trong tinh thần phục vụ, không tìm kiếm sự đền đáp. Anh chị em hãy thử tự hỏi, chúng ta có khả năng nhường chỗ cho người khác không? Lắng nghe họ, để họ tự do, không ràng buộc họ với chúng ta bằng cách đòi hỏi sự công nhận. Thậm chí đôi khi để cho họ nói, đừng nói rằng bạn chẳng biết gì cả. Hãy để người khác nói, nhường chỗ cho người khác. Chúng ta đưa người khác đến với Chúa Giêsu hay đến với chính mình. Và một lần nữa, theo gương của Gioan, chúng ta biết cách vui mừng khi mọi người đi theo con đường riêng của họ và đi theo tiếng gọi của họ.
ngay cả khi điều này đôi khi có một chút tách rời khỏi chúng ta. Chúng ta có vui mừng trước thành công của họ một cách chân thành và không ghen tị không? Điều này là để cho người khác lớn lên. Xin mẹ Maria, tôi tớ của Chúa, giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc để dọn chỗ cho Chúa và dọn chỗ cho người khác. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Angelus Dominus Savit Maria. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbo un caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng từ ngày 18 đến 25 tháng 1 là tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đề tài của năm nay lấy từ sách tiên tri Isaiah, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất này. Đồng thời, Ngài cũng công bố rằng vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm nay, sẽ có một buổi canh thức cầu nguyện đại kết tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong đó, chúng ta sẽ phó thác cho Chúa công việc của Đại hội Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục. Đối với các bạn trẻ đến tham dự đêm canh thức, sẽ có một chương trình đặc biệt trong suốt cuối tuần đó do Cộng đoàn Tai Dê tổ chức. Do đó, Đức Thánh Cha mời tất cả các tín hữu thuộc mọi hệ phái Kitô tham gia vào cuộc quy tụ này của dân Chúa. Buon pranzo e arrivederci.